quê hương ra, mọi cần chăn vui mừng quê hương ngày tỏa ánh hào quang. Hãy khai tu mùng tàng mưa ná, chùa cắn bay ngói qua quê hương. Mọi cần chăn vui xin ra ra ơi, quê hương rà mưa ná, mọi vần mọi hắn rà đây. Mùng quay màu khao khéo đen trói, ngồi bàn phá lòng cuối đồng phiên. Sẵn mì của thiên nhiên hở ra, khâu phía cùng phong biếc tông nà càng xinh óng ngân kim. Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng tất cả các bác quay trở lại video tiếp theo trên kênh Thảo Mỹ Linh. Trong ngày hôm nay thì cháu Linh rất là vinh dự khi đồng hành cùng với chú Thất Thắng đi về chỗ nhà của anh Xuân Hữu Đàn Tính để có thể là thăm nhà anh Xuân Hữu. Và đây là cũng là lần đầu tiên khi cháu Linh cũng được xuống nhà anh Xuân Hữu chơi. Linh thì cũng chơi với anh Xuân Hữu rất là lâu rồi nha các bác nhá. Nhưng mà cũng chưa biết là gia đình anh ở chỗ khu vực nào Bắc Quang. Cũng chỉ biết là nhà anh ở Bắc Quang thôi, nhưng mà mình cũng chưa đến đó. Cũng mong là lần này Linh cùng với chú Thắng trong cái chuyến đi này thì Linh sẽ được đến nhà của anh Xuân Hữu. Cũng muốn biết rằng là đến đó để có thể là quay nhà của anh Xuân Hữu cho tất cả các bác yêu mến đến anh Xuân Hữu. Hôm nay thì cũng có rất là nhiều các anh với các chú là cũng là đi xuống nhà anh Xuân Hữu, đó là anh xe đầu kéo Vlog này, anh già làng Tây Nguyên, chú Nguyễn Đức Thắng và cả anh Mạc Minh nữa các bác. Đó, xe của anh đầu kéo Vlog là đang đi phía trước nha các bác nhá. Xe chú Thắng là đi thứ hai và xe Mỹ Linh đi thứ ba. Phía sau thì là xe của anh Mạc Minh. Thời tiết ở Hà Giang thì khá là đẹp các bác. Trong cái ngày hôm nay thì khi cháu Linh đi từ khu vực Mèo Vạc xuống thì thời tiết nó vẫn còn mưa. Xe Suzuki là xe của anh đầu kéo Vlog đó các bác. Linh thì cũng rất là mong muốn khi đồng hành cùng với các anh thì mình sẽ học hỏi được rất là nhiều điều từ các anh để có thể là tiếp tục quay trở lại vùng cao, tiếp tục gọi là cải thiện cái công việc của mình trong cái vấn đề quay video hay là giúp đỡ bà con hay là những công việc khác. Linh cũng rất là mong muốn là giao lưu được nhiều các anh các chú để có thể là công việc của mình, giao tiếp của mình nó sẽ tốt hơn. Và đồng thời thì cháu Linh rất là cảm ơn quý cô bác, quý nhà hảo tâm đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng với kênh Thảo Mỹ Linh để Mỹ Linh có thể là giúp đỡ được bà con ở vùng cao, mang những cầu nối yêu thương từ các bác đến với bà con ở vùng cao như cái thời điểm hiện tại. Các bác, sau khi mua đồ xong thì lại tiếp tục xuất phát các bác. Anh xe đầu kéo thì chú Thắng thì mua ít đồ. Hiện tại Linh đang đi qua chỗ hàng nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên nha các bác nhé. Một nơi rất là linh thiêng của các anh hùng liệt sĩ đã được yên nghỉ tại khu vực này. Thực sự rất là nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ.
mong sau là sau này nữa các em thế hệ trẻ sau này sẽ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã gây dựng đất nước. Hiện tại là Linh đang cùng với mọi người đang đến thị trấn Đê Vị Xuyên, là gọi là thị trấn gì nhỉ chú nhỉ? Huyện Vị Xuyên. Xuyên là phố Hà Giang. Ở đây thì nhà nó đông vui hơn trên Mèo Vạc các bác. Trên Mèo Vạc thì toàn núi rừng thôi. Xuống đây ít núi hẳn. Các bạn sau khi đi bên ngoài đường quốc lộ thì bây giờ là chuẩn bị đến chỗ khu vực của chỗ nhà của anh Xuân Hữu rồi. Đó, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang. Lúc nãy Linh nhầm là Minh Quang, nhưng mà chỗ nhà anh Hữu là xã Quang Minh nhá. Đi vào trong này thì đa số là 100% đều là người dân tộc Tày sinh sống. Xin chào các bác nhá. Sau một quãng thời gian di chuyển thì hiện tại thì cháu Linh đang về đến chỗ khu vực xã Quang Minh thuộc huyện Bắc Quang của tỉnh Hà Giang. Và trong ngày hôm nay thì sau một cuộc hành trình di chuyển cùng với cả chú Thất Thắng và tất cả mọi người thì hiện tại Linh đang về đến chỗ khu vực chỗ nhà của anh Xuân Hữu Đàn Tính rồi các bác. Nói thì lúc đầu thì Linh đã nói rằng là kênh của anh Xuân Hữu Đàn Tính và mọi người cũng biết rất là nhiều trên kênh của chú Thắng trong cái chuyến hành trình xuyên Việt hơn 70 ngày của chú Thất Thắng. Và mọi người thấy rằng là những ngôi nhà sàn của bà con rất là tượng trưng của bà con người Tày. Đó, những ngôi nhà lập bằng mái cọ và rất là nhiều cột nha các bác nhá. Nói chung là mỗi dân tộc thì nó có một cái nét văn hóa riêng. Nó hiện bên kia là chỗ nhà của anh Xuân Hữu nha các bác nhá. Đây gặp anh gió Lào ơi, chào anh nhá. Khán giả của bạn Linh nhá. Vâng. Ôi con chào bác. Ôi giời ơi. Chào hai cháu nhá. Bố của anh Xuân Hữu. Hôm trước vừa gặp nhau ở nhà hàng anh các bác. Vâng. Hôm nay mới đến nhà. Dạo này vẫn khỏe các bác? Khỏe mà, cảm ơn con cháu. Con là lần đầu tiên là đến nhà bác luôn ấy. Vâng. Thấy thời tiết ở đây nó mát mẻ. Mát mẻ như vùng cao luôn. Không khí trong lành vợ. Vâng. Hôm nay là gia đình nhà bác là cũng đón tiếp đoàn chú Thất Thắng. Chú là cháu quên hỏi là chú năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Nhìn trẻ trung quá. Chú sinh năm 72. 72 à? Ừ. 72 là năm nay là 4... Hơn 50 rồi. Ờ, 52. Vâng. Đây chú đó. Đang làm cái nhà này. À, đây cũng làm cái nhà bên này nữa hả chú? Nhà này. Ui, nhà đẹp quá các bác. Nhà bê tông mà... Nhà bê tông ấy, bê tông giả san. Bê tông. Trong này chắc là nó khác với cả bên anh gió Lào nhỉ? Bên Nghệ An thì là nó ít cột hơn đúng không? Nó ít cột hơn, nó chỉ có cột hai bên đây này. Không có hai cột giữa. Không có hai cột giữa. Vâng. Bởi vì nó chỉ có hai cột. Đó thì trong những chuyến lên Đông Bắc ấy thì các bác cũng được thấy anh gió Lào là cũng đồng hành cùng với cả đi dắt lên đường bác ơi. Vâng. Đâu lên xem nhà bác, nhà anh Xuân Hữu em ạ. Xây, ui dồi, nhà đẹp quá. Đây. Bây giờ đang trong thời gian hoàn thiện. Trong hoàn thành hoàn thiện rồi bác? Vâng. Cái này là mình hiểu, mình làm bằng cột xi măng nhưng mà mình ốp giả gỗ đúng không? Vâng. Cháu thấy là bây giờ làm bằng cột xi măng này nó còn tốt hơn, xong mình ốp giả gỗ nó sẽ được lâu hơn chú ạ. Đây là bằng gỗ hết nhé, Vâng. Xoan nhờ, xoan hết anh ạ. Đẹp nhờ. Đẹp quá. Mấy nữa là đây sàn này cũng sàn gỗ đây. Sàn cũng sàn đây. Vâng. Còn đây là gạch. Gạch giả gỗ luôn. Me là gỗ luôn, me luôn. Vâng. Gạch thì nó sạch sẽ hơn. Đó, các bác ạ, hôm nay là chục ngày nữa là xong. Chục ngày nữa? Lúc nào mới bắt đầu vào nhà mới bác? Chắc là cuối năm. Cuối năm rồi. Họ hỏi tí. Vâng. Tổng kinh phí tầm khoảng bao nhiêu tiền? Cái nhà cũng rẻ thôi. Cũng rẻ thôi. Cũng rẻ thôi. Như anh em mình nhìn vào thì nó kinh phí nó không phí được. Vâng. Mình nhìn thì bình thường thôi nhưng mà kinh phí thì bác không tiết lộ các bác. Xin biết chú mai kia cháu làm cái nhà nhỏ bằng phần nó rẻ thôi mà. Hôm nay là được rồi. Vâng. Rất mong là khi nào mà chú vào nhà mới thì Linh lại cùng với cả chú Thắng và mọi người là sẽ quay trở lại đây. Đấy, ngôi nhà khá đẹp nha các bác.
Mấy đứa chắc là đoạn này trần có lấp vào không chú? Hay là cứ để thế này thôi chứ? Để không cái này thôi. Hay là để lấp trần gỗ, trần gỗ xoan lên. Trên này nó không nóng nhưng mà dưới xuôi. Vâng. Trên này khí hậu nó ôn hòa, nó mát. Còn không ra bên này đó là... Bên đấy là phòng phòng riêng với cả nhà bếp đúng không? Nhà bếp thôi. Nhà bếp. Tối vì hơi tối các bác. Tấn nước sử dụng rồi này. Vâng, vâng. Đây là cho chắc là cho các anh nhà thợ ngủ thôi. Nhà thợ ngủ mà. Vâng, vâng. Thợ ngủ mà. Sắp xong rồi, nhà tắm. Nhà tắm, nhà vệ sinh này. Đây là chắc là bác xây cho anh Xuân Hữu đúng không? Ôi giời. Cứ để thôi, nó con ở lắm. Sướng nhất anh Hữu rồi các bác. Bây giờ thì sẽ đi sang chỗ bên nhà sàn mà ngày xưa anh Hữu ở cùng với bố mẹ sinh ra và lớn lên đó. Ui, chào anh Hữu nhá. Ui, ôi, chào Thảo Mê Linh. Đấy, hôm nay là bao nhiêu lần hẹn mới đến nhà anh. Vâng, bây giờ rồi. Đến nhà anh nhiều kỷ niệm anh ạ. Hôm nay là em nói thật với các bác là lần đầu tiên là cháu Linh cũng được xuống nhà anh Xuân Hữu. Hôm nay là cũng được chú Thắng mời đi để có thể xuống nhà anh Xuân Hữu chơi thì Linh cũng bất chút một chút thời gian xuống. Tại vì là trên vùng cao hiện tại là đang mưa, không làm được gì hết cả anh ạ. Vâng. Xuân Hữu mến chào toàn thể các bác, anh chị và các bạn trên kênh của em Thảo Mỹ Linh nhá. Vâng, vâng, em cảm ơn anh. Thế là hôm nay là nhà anh là chuẩn bị lâu chưa? Đầu giờ chiều, bố với lại chú hộ anh thôi, còn anh thì chiều nay anh cũng đi tập chương trình để đi thi tuyên truyền lưu động. Vâng. Ở nhà thì được cái là bố với lại chú thì rất nhanh về vấn đề nấu nướng. Vâng. Nói chung anh là chỉ có le ve phụ thôi. Nhưng mà hôm nay tối nay có biểu diễn thôi. Có, tí nữa anh sẽ hát tặng cả nhà. Bài gì ấy? Bài then gì đó. Thôi bây giờ thì chắc là cháu Linh cũng gặp được anh Hữu rồi các bác. Bây giờ thì Linh sẽ đi lên trên nhà anh Hữu chơi một chút. Đây. Vâng. Mời toàn thể quý cô bác anh chị cùng với em Linh lên nhà. Vẫn nhà sàn đơn sơ, tấm lòng rộng mở nhá Linh. Ôi trời ơi, em vừa đi sang nhà xây bên kia đẹp lắm anh ạ. Ở trên nhà anh thì anh vừa mới nuôi con chim sáo. Chim sáo ấy. Từ lấy từ lúc nhỏ. Bởi vì cái này nó gắn liền với tuổi thơ ấy, mình cũng thích nuôi. Đúng rồi. Ngày bé anh em mình hay đi chăn trâu là. Nhưng mà anh cắt lưỡi rồi. Biết nói tí rồi. Biết nói tí à. Cắt sợ nó kiểu mình sợ nó lại không hiền nữa. Vâng. Hôm trước thì anh Hữu bảo là sẽ cắt lưỡi để có là nói lúc được. Nào là chú Thắng về là cứ Nguyễn Tất Thắng về, Nguyễn Tất Thắng về. Nói được chưa? Nguyễn Tất Thắng về, Nguyễn Tất Thắng về, Nguyễn Tất Thắng về. Đấy, chắc nói được cái đấy. Kéo. Vẫn chưa ấy được. Vẫn chưa được anh, phải một thời gian nữa anh. Vâng. Đấy, nhà anh nhìn nhà sàn như thế này. Bốn gian. Bốn gian đấy. Bốn gian. Hai vợ chồng ở phòng kia, bố mẹ chỗ này, còn khách thì khu vực này ngủ thế nào cũng được. Vâng, nếu mà cứ say rượu là mình giải chiếu xuống này. Cứ giải chiếu đây, tối nay bọn em sẽ ngủ lại đây. Ok, tuyệt vời quá. Ở đây thì vẫn lập mái cọ truyền thống. Vâng, vâng. Không có điều kiện nhiều em, nên là không làm đấy kẻ kẻ truyền được như người ta, chỉ có trồng một tí thôi. Không, nhiều lúc em thấy kẻ nó cũng không đẹp lắm anh ơi. Cứ để nguyên chất này nó đẹp hơn. Vâng. Đôi khi cũng... Đây là... Đây, chú đây à? Đây là chú. Vâng. Đây là chú, cho anh. Còn đây là bà nội. Con chào bà nhá. Vâng, chúc bà sức khỏe ạ. Vâng. Còn anh sự tách gì dù. Đây, chào chú. Em chào anh. Hôm nay xuống nhà, đến nhà anh Hữu, xe của cháu Linh này còn bị thủng lốp nữa cơ. Không, ghế do tại em lái ẩu ấy. Lái ẩu à? Vâng. Chắc do đường là. Anh nói thế tí ạ, trách anh ấy. Thế anh ngủ nước. Vâng, vâng, ok. Anh ngồi đấy. Vâng. Anh phải ba nóng lên hai trong mà. Đây đây là bà của không. Anh Hữu nha các bác. Không. Bà năm nay bao tuổi rồi bà? 80 rồi bà. À, nhưng mà có nhìn bà khỏe nhờ. Mong bà sống lâu trăm tuổi. Bà vẫn chăn trâu cắt cỏ được. Vẫn đi chăn trâu cắt cỏ ấy. Vâng. Trước đi chăn trâu cho lúc bay xuống ao. Bay xuống ao. Hai đồng bay xuống ao. Bà bị bay ao mấy lần đấy. Thế là bà bây giờ là ở cùng nhà anh hay là nhà của anh Hữu à? Bà là ở với chú. À ở với chú đấy à? Vâng, vâng. Nhưng mà chú cũng ở ngay đây mà. Dắt vách nhau nữa mà. Thích ở nhà nào cũng được bà. Vâng. Ở đây thì bà đâu cũng nhà bà. Vâng. Ở đâu cũng sắp xếp cho bà một chỗ ngủ riêng. Vâng, vâng, vâng. Bà là chú. Thôi, mời chú uống nước. Uống nước đi, anh sẽ uống nước trắng. Uống 13 nhá. Không, bà uống nước. Uống nước chè, sợ tí nữa bà uống nước nhá. Vâng. Sợ tí nó lại xoáy bụng. Mời các bác uống nước nhá. Bé lấy cái này đi mở cho các cháu. Đây đằng sau này mọi người đang làm gỏi cá ấy.
hôm tôi đang làm gỏi cá này. Vâng vâng. Đấy em bắt tô đây là, đây là nhà anh Hữu vẫn làm cái bếp này để có thể là treo các bếp hay là các thứ. Vẫn treo như cổ truyền mình. Vẫn giống như ở trên vùng cao em đúng không? Đúng rồi. À. Vì văn hóa của vùng dưới này với vùng trên em cũng tương đồng nhau. Tương đồng anh. Nói chung là kiểu gì cũng phải có một cái bếp lửa. Không phải mùa đông lạnh lắm. Lạnh. Trong các cụ ngồi đây còn sửa. Tại vì ở nhà sàn làm sao mà lắp điều hòa được? Hỏng hết gỗ rồi. À, em chào anh. Anh. Chào em nhá. Chào anh Gia Lạc nhá. Xem được con cá. Thế nào anh, tuyệt vời không? Ngon lắm. Vâng. Thế rồi, rất là tuyệt vời luôn. Rồi, bây giờ là chuẩn bị đến giờ anh em mình chiến đấu thôi nhỉ. Xong rồi. Xin phép mọi người nhé, mình dùng bằng tay thôi. Tay cũng khá sạch. Nên là dùng bằng tay thôi. Như này thì anh em mình ra là ra đòn luôn đấy. Ở đây là cứ trộn lên nhỉ anh nhỉ? Vâng, thì ở đây thì mình làm có nhiều phương thức làm anh ạ. Nếu mà cái này mình làm gọi là tí mình quấn với lại rau thơm với lại tất cả mọi thứ. Nhưng ở đây hiện tại mình cũng có một ít gọi là gia vị ở đây rồi. Và tí mình sẽ ăn kèm thêm với một số gia vị nữa thì xong. Với lại chấm thêm nhé, chấm quan trọng nhất là cái bánh chấm của mình để ăn cái món cá gỏi này. Nói chung là cứ một vùng một người Tây nó sẽ có cách làm nó riêng. Và nó vẫn là như thế nhưng mà cái cách chế biến nó sẽ khác đi một tí các bác. Vì từng vùng miền mà. Ở đây ở chỗ mình thì làm theo phương thức là làm khô. Vâng. Là làm khô thì ai ăn thì chấm thêm vào. Nếu mà mình làm mình đưa ra bên vào sớm thì cá nó tái mà cũng ngon. Đây. Để xin là tí chế biến nước chấm chế biến cá. Chấm gỏi cá ấy các bác nhé. Đúng rồi. Cá bống. À cá chấm. Cá chấm à? Đây là chấm sông, à. Chấm sông. Dưới này là hay có chấm sông. Cái này là phải biết chế biến thì cá nó không bị tanh. Đúng rồi. Em ở trên vùng cao thì nó đen gà đen luôn. Trên đấy thì không có ao, có suối nó cũng khó. Vâng. Mỗi vùng lại có một cái đặc sản riêng. Số là không có gà đen như các em. Các em lại có món gà thuốc đặc biệt. Cái đấy tí để cho tí mùi tạt vào chứ anh. Có tí mùi tạt cái gì. Tí pha tí nước. Vâng. Nước vào đây. Là không thấy. Cầm lên từ cầm đấy. Bây giờ là em mời anh em tí nhá. Em 86 thôi. Đây ở gần đây này, tí cứ lấy sẵn trong ấy. Anh mời cầm mất à? Anh mời cầm mất. Anh giờ làm với lại anh sư với lại các tài xế. Vâng. Mời nhá. Vâng. Mời anh nhá. Cảm ơn Hiếu nha. Chúc sức khỏe cho em nhá. Và nhà em chơi. Vâng. Anh ra làm toàn thể quý cô bác anh chị trên kênh của em Linh ăn cơm cùng gia đình vâng, nhá. Em mời nhá. Mời em nhá. Vui quá quá tuyệt vời anh nhỉ. Em mời nhá. Mình cơ. Đây là cho bố. Ừ. Chí sủa đấy. Hôm mai lên đấy nhỉ. Tưởng là ở đây lâu lâu với anh vài ngày chứ. Chắc cả năm mai với em đi chú thắng luôn. Vâng. Không thì đồ anh già làng nó chưa đi đâu. Anh ăn cơm. Anh thấy cái món nước chấm được không? Đây, được rồi, chấm được đấy. Linh ạ, à, đây chấm gà là chấm ấy nhá. Đây món chấm gừng đi ạ. Chấm gừng ấy. Ờ em thử một miếng đi. Vâng vâng. Gừng và cái tiết nhỉ. Chấm gừng như các bác. Vâng. Đưa bé. Một ly trước này. Làm cho bên trên. Hai ba rô. Hai ba. Hai ba. Không hết à? Cho bác là làng là cảm giác là làm quả món gỏi nó bây giờ là thử một miếng nào. Quá là gõ lắm, phải gõ nó dày dày vừa mới sướng. À đủ. Tuyệt vời luôn. Bạn chấm cho em ngập cái nước chấm luôn. Cái chấm này nó có mù tạc rất là cay nha mọi người. Mà ớt với bác đâu cũng phải cay. Các bác nhìn một bát riêng dành cho anh ra lò nhá. Chảy nước. Mạnh mẽ lên bác. Nó không bị tanh.
cay mù tạt. Ui rồi lại một thêm ăn nữa. Cay mù tạt nó khác mà ớt nó vẫn phải vào. Anh đấy mới là bản chất của mù tạt. Anh chia sẻ với anh là cái thịt này á, khi mà được làm mình thái ra mình đã làm khô thịt rồi thì nó mình sẽ trộn thêm gia vị lá cây để cùng với canh đi vào con thịt thái bên ngoài á thì mình không bị. Nếu mà nguyên nguyên thế không để không bị cái mùi tanh đúng không? Đúng rồi. Cá. Kể cả là không bị đi đau bụng đi nhanh về chậm gì đấy cũng ok không phải nghĩ. Không bao giờ có. Thế không bao giờ. Xin phép anh giờ làm với lại mấy anh em sự nhá. Mời anh Linh nhá. Đây là em ở vùng khu vực cao nguyên đá. Nguyên đang một cục đá xuống đây. Lần lần sau xuống mang cho anh ba cục đá tay đầu nhá. Tâm một tải là được rồi. Tâm một tải là được rồi. À, chúc sức khỏe em anh và gia đình luôn vừa sức khỏe và may mắn phát điểm. Anh thì rằng là những công việc của anh sẽ làm ngày càng tiến tới. Ok em chúc anh chúc Linh là sao sức khỏe giúp được nhiều bà con có hoàn cảnh khó khăn ở trên đó, đưa bà con có một cơ sở mới tốt hơn nhé. Bố của những người cứ hỏi có 2 ly mà. À có 2 ly à? Đây là chú của anh Hiếu nhá. Mời chú anh Hiếu nhá. Vâng. Chú anh Hiếu. Anh ra làng sức khỏe nhá. À, gì nhỉ? Anh ra làng thì lái xe anh ạ. Vâng. Đúng rồi. Đây. Đây chào mọi người. Vâng, em ơi. Chú sức khỏe nhá. Vâng. Xong anh em làm cái ly riêng với nhau đấy. Vâng, dạ. Xong anh em làm cái ly riêng với nhau. Vâng, vâng, được anh ạ, được vâng. Đấy, bây giờ rồi cả em còn gọi là bạn cũ bà ấy là bạn chúng ngồi đây nhỉ? Đang gọi thêm quân đấy. Yeah.
Các bác, sau một cái quãng thời gian di chuyển thì cháu Linh đi xuống đến khu vực chỗ nhà của anh Xuân Hữu ấy, thì hiện tại là thời tiết nó khá là mưa các bác. Tại vì trong cái ngày hôm nay thì cháu Linh đi xuống dưới này thì cái khu vực ở Mèo Vạc nó mưa rất là to, thế nên là cháu Linh cũng không thể lên bản được. Và nên thì cháu Linh cũng là muốn xuống cái khu vực này để có thể là học hỏi kinh nghiệm từ các chú và cũng muốn là trải nghiệm về văn hóa của người Tày ở khu vực xã Quang Minh ở khu vực huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang. Và thực sự là ngày mai cháu Linh sẽ tiếp tục quay trở lại vùng cao để tiếp tục xuống bà con há để có thể là tiếp tục xuống bà con đổ đường. Nhưng mà do thời tiết ở vùng cao trong vài ngày hôm nay là mưa rất là to, thế nên không thể đổ đường được. Thế là rất là mong các bác có thể thông cảm cháu Linh. Cháu Linh sẽ chạy xuyên suốt từ đây để có thể là đi đường Chiến Thắng, sau đó cháu Linh sẽ tiếp tục quay trở lại vùng cao để ở làm. Và hiện tại ở nhà thì sẽ có Mỹ Lử với cả em A Lử Vlog là sẽ hỗ trợ Mỹ Linh là quản lý bà con là làm đường. Rất mong là các bác có thể ủng hộ cho cháu Linh. Trong ngày hôm nay thì một video cháu Linh đến chỗ nhà của anh Xuân Hữu Vlog khi là uống 12 chén rượu rồi. Rất là mong các bác có thể thông cảm cho cháu Linh. Và video trong ngày hôm nay cháu Linh đến đây kết thúc rồi. Các bác thấy hay ý nhất thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho cháu Linh nhá. Hiện tại trời mưa khá to rồi các bác. Khả năng là cháu Linh cũng phải trốn vào nhà đâu các bác. Mưa to, sấm to lắm. Tất cả các bác nhá. Nếu mọi người muốn nhu cầu mua đặc sản vùng cao thì mọi người có thể liên hệ qua kênh của cháu Thảo Mỹ Linh. Đây là bột Tam Thất Bắc đã được xay nhuyễn nha các bác nhá. Mọi người mà muốn đặt hàng thì mọi người có thể liên hệ qua Mỹ Linh. Một hộp này là 500g, hai hộp là 1 cân nha các bác nhá. Linh thì có cả câu kỳ tử nữa các bác. Nếu các bác muốn mua câu kỳ tử thì các bác có thể liên hệ qua Mỹ Linh đây. Đó, câu kỳ tử thì chúng ta có thể mua về. Và đặc biệt là Linh có thêm cả củ cải sấy khô đây của bà con ở vùng cao Nguyên Đá Hà Giang. Đó, cái này thì mọi người có thể mua về, mọi người để xào thịt, ngâm với nước thì nó nở ra thì mọi người có thể thái ra và bắt đầu là dùng thôi. Đó. Và cũng có cả thêm cả nụ hoa tâm thất. Thì nụ hoa tâm thất này Linh có 3 loại, đó là loại A và loại B và một loại đặc biệt. Đó, mọi người có nhu cầu thì mọi người có thể liên hệ qua Mỹ Linh để mua nụ hoa tâm thất này ủng hộ cho kênh của Thảo Mỹ Linh nhá. Mọi người có thể liên hệ qua số hotline là 0976613609. Và đặc biệt là cháu Linh có thêm mặt hàng là thịt lợn ba chỉ gác bếp mà hôm vừa rồi là bố mẹ Mỹ Linh vừa làm xong đó các bác. Thịt lợn này thì cực kỳ là ngon nhá. Mọi người có thể lấy về, mọi người có thể để ngăn mát. Thế nên là Mỹ Linh vừa hút ra túi chân không xong luôn. Đó, thịt lợn ba chỉ nhá. Gác bếp nhá. Mọi người muốn nhu cầu thì cứ gọi điện số điện thoại là 0976613609 ở trên màn ảnh video mà các bác hay xem. Đây là lạp sườn nhá các bác nhá. Lạp sườn này cực kỳ là ngon luôn. Treo gác bếp chuẩn lợn đen vùng cao Hà Giang. Đó. Và mọi người nhớ ủng hộ kênh của thằng Mỹ Linh nhá. Và Linh còn mặt hàng cuối cùng đó là mặt hàng mật ong bạc hà. Đây là mật ong bạc hà là mật chuẩn nhá các bác nhá. Cái này là Linh đã phải chọn lọc mật ong. Nó màu vàng chanh nhá các bác. Đó. Mật này mật chuẩn luôn các bác có thể mua về sử dụng giúp Mỹ Linh. Đó. Và cái món cuối cùng đó là món là mật ong rừng nhá các bác nhá. Mật ong rừng thì mọi người phải liên hệ qua Mỹ Linh. Đó. Linh đã đóng chai thế này rồi. Toàn là mật chuẩn thôi các bác. Lấy của bà con trong bản ra giúp bà con tiêu thụ những sản phẩm mà bà con đã sản xuất ra. Ngoài ra thì Linh có thêm những mặt hàng như là thuốc mát gan. Thuốc này thì có thể là hỗ trợ thải độc gan, hỗ trợ ăn ngon ngủ tốt. Viên gan B, viên gan C của bác Lương Y Ma Thị Thúy ở khu vực Tuyên Quang. Và có thêm cả thuốc dạ dày. Thuốc dạ dày này thì các bác biết là thuốc ai mà mắc những triệu chứng về dạ dày hay là táo bón, trào ngược dạ dày, hội chứng kích thích ruột đấy, thì các bác có thể là mua những thang thuốc này của Lương Y Ma Thị Thúy thì cũng đã chữa được rất là nhiều những người bệnh gặp những tình trạng về dạ dày hay là những người ảnh hưởng về gan. Thì cái thuốc mát gan này các bác có thể về sắc, có thể là hỗ trợ thải độc gan, hỗ trợ ăn ngon ngủ tốt. Những bác nào mắc triệu chứng viêm gan B, viêm gan C thì có thể mua thử những thang này về uống thì nó đạt hiệu quả rất là cao. Cứ ba thang này, ba gói này là một thang nhé các bác nhé, ba gói là một thang. Đó, các bác có thể liên hệ qua Mỹ Linh để có thể đặt hàng. Còn cái thuốc dạ dày này cũng là ba gói một thang. Đó. Ngoài ra thì Linh có thêm cả chẩm chéo nhé các bác nhé. Các bác muốn mua chẩm chéo thì các bác có thể liên hệ đặt hàng của Mỹ Linh đây, chẩm chéo ướt đây, cực kỳ là ngon. Ăn chấm thịt luộc hay là những gia vị các bác muốn là
pha để chấm hay là thịt nướng đều rất là thơm nha các bác nhá. Mọi người có thể mua chẩm chéo để liên hệ qua kênh của Mỹ Linh qua số điện thoại 0387761631. Số điện thoại là 0387761631. Ở đây là những đơn thuốc mà đã được các bác đặt rồi, một lúc nữa Linh sẽ gửi đi. Đó, thuốc dạ dày, thuốc mát gan. Những bác nào có triệu chứng viêm gan B, viêm C hay là uống rượu nhiều, muốn là thải độc gan và ngủ không tốt ấy, thì có thể uống cái thuốc này. Các bác đun lên và uống thay như cái nước hàng ngày của mình. Đó, còn cái dạ dày nữa. Đó, đây là các bác uống trong vòng 15 ngày nhá. Đặc biệt là kiêng rượu bia và đồ ăn nóng nhá.